Tiếp theo là cái nhánh bên đây, anh cũng chuẩn bị tàn nè cả nhà. Anh chuẩn bị tàn, anh chuyển màu. Cả nhà xem cái nhánh ở dưới này. Cái đọt ảnh đỏ như vậy nè, ảnh mới chuyển màu đẹp nha cả nhà. Màu bông quá đẹp. Đây có một bông. Cùng một cây mà nhiều màu lắm cả nhà, anh chuyển màu á. Cả nhà xem kỹ cái lá nha, cái lá vẫn nè, cái đọt phải đỏ như thế này, đỏ đỏ màu, cái lá già ở dưới thì xanh, đọt non trên phải đỏ như thế này, cái này là đỏ đỏ màu chứ không phải là vàng hường đọt đỏ như cả nhà.